Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp để tìm về am của sư cô Như Thiện ở cô bác quý anh chị. Và hình ảnh phía trước cô bác quý anh chị thấy là đang xây một cái con đường để đi vào cái lối này để dẫn vào am nè. Và bên đây là cái phần bên đây là cái am cũ của sư cô á. Lúc trước mà Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị xem. Thì bây giờ đã đập ra rồi nè. À, đập ra và bây giờ lấy cái phần đó để mà chắc làm cái đường đây. Thì hôm ngày Bùi Hồ cũng công việc lu bu quá, không có lên am của sư cô để cập nhật cái tình hình cho cô bác quý anh chị xem. Thì hôm nay am của cô cũng đã hoàn thành xong và an vị Phật xong rồi. Thì Bùi Hồ muốn quay lại đây, quay lại cho cô bác quý anh chị xem về cái am mới của cô, cũng như là tổng kết các số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ cho kênh Bùi Hồ nè. Thì tổng cộng bao nhiêu rồi chi bao nhiêu để cho cô bác quý anh chị nắm rõ luôn. À, anh đường này mình đi được không anh? Dạ, được. Được ha. Anh sớm gửi xe đây đi đây đây quay cho nó tổng thể luôn. Mình đang xây cái mang cá lên hả? Dạ. Dạ. Vui quá. Ở bên đây là chút xíu nữa qua anh đây quay về cái nhà của cô Mười cho cô bác quý anh chị xem luôn. Xong rồi nè. Đẹp quá rồi. Chào cô Mười nha. Rồi có nhà mới mừng không? Mừng hả? Mừng nhiều không? Nhiều. Chừng nào có chồng cô Mười? Không có chồng già. Dạ cũng có chồng chứ. Dạ chồng con gì nữa. Sao ạ? Lớn tuổi rồi 50 ai cưới nữa rồi chồng. Đã cưới chịu không? Có người làm tiếp nấu ăn đồ. Thôi lớn tuổi rồi chồng con gì nữa. Có con cái đi không nổi. Có chồng thôi ai đâu kêu có con. Trời ơi, chồng không con sao trời. Ai biết được đâu. Con kêu cô có chồng thôi mà. Thôi có chồng nó cũng phải bắt buộc mình có con chứ dễ gì nó chịu vậy. Ờ. Có nhà thì mới cưới chồng chứ. Thôi có nhà ở được rồi. Cưới chồng ta tài trợ luôn chịu không? Thôi. Nói chơi thôi nha. Mà chừng nào có chồng là mời nha. Có chồng dễ gì vắng. À, cái đây là cái sân, cái bên phần bên đây là cái am cũ á cô bác quý anh chị. Chọc cô Mười chơi cho vui. Cái thật ra thì cái nền của cô là cuốn lên mấy viên gạch cô. Không biết luôn á. Lúc trước là mình tính cuốn thấp thôi phải không? Cuốn thấp nhưng mà giờ lên cao. Lên cao. Cái này cũng nửa mét à. Đâu cái này giờ 7 8 tấc. 7 8 tấc hả cô hả? Đó. Ở dưới cái này từ đây từ mặt đó là lên người ta 6 tấc rồi còn ăn ở dưới nữa. Dạ, 7 8 tấc ha. 7 8 tấc. Ừ. Con chào cô. Khỏe không con? Khỏe. Thấy con. Trời ơi, con nó tốt lắm. Dạ. Lấy ra thời gian mà hỏi mong nó cũng mới. Con tới thời giờ già con... nó nghỉ trưa mà nó còn phải bỏ đi. Thứ bảy chủ nhật thì con đi thăm mấy cụ già, còn ngày thường con chơi với em bé. Ừ. Cô cho con vô cái tham quan cái am của mình nha. Cô đi với con với. Cô đi với Hồ. Cô ăn vị khi nào cô? Hôm bữa 20. 20 ha. À. Rồi hôm ăn vị có nhiều Phật tử lại không? Cũng đâu trên chục ha. Trên chục á. Mình nấu mấy mâm cúng? Nấu ở trên bàn thờ ở trên thì 4 mâm. Ở đây mâm với ở ngoài đất đai mâm nữa. Dư 6 mâm ạ. Dạ. Đèn đó yến mua đẹp hết sức luôn á. Nó bị giấy kìa. Đèn ở trên là đèn ở dưới. Dạ. Ừ. Đây là ông Tiêu với lại ông ông gì? Ông Tiêu với ông Hộ Pháp. Ông Hộ Pháp, Đức Hộ Pháp, ông Tiêu bên đây. Ừ. Nghe cô kể cái ông, tích ông Tiêu nè, ông Hộ Pháp bên đó đó. Dạ. Ủa cái này nhang điện hả cô? Nhang điện của cô ở trên cầu lãnh nha cô, đem xuống cúng ạ. Găm thử coi. À. Găm cho sáng. Đi điện được cũng im quá ha. Cái đó nhang điện hả cô? Nhang điện. Bây giờ thời buổi găm mà không vô luôn. Đó. Lên chưa? À. Lên rồi nè. À. Đi điện đồ hết trơn hả cô? À, đi xong rồi. Hả? Ừ. Rồi đèn bật ở bên đó đâu cô? Bên bến ở trong này nè. Dạ. Ôi mình dán lên dán gạch lên tới trên trần luôn đó hả? Ừ. Ờ ở trên này là phong đẹp quá ha. Rồi cô
mất phần tam bảo cho con xem luôn với. Ban ngày mặc dù không thấy nhưng mà cỡ cô giờ chứ có nơi ăn ăn vui tụng kinh niệm Phật rồi, đẹp quá ha. Mấy Phật lúc trước ở dưới am cũ thôi con. Ở dưới am cũ đẹp lắm. Thế này mình ấy là sơn rồi. Không có sơn, giống như mình đem lên cái mình tắm Phật rồi như nước rượu á. Dạ. Tẩy lại đăng cho nó sạch sẽ. Rồi cái đèn này. À hết. Nó đốt dầu quá. Đốt dầu mà nó hết rồi dầu. Tiếng mà nó chu đáo rồi. Ồ đẹp ghê ha. Chuyển đẹp quá. Làm đẹp quá. Nè, con thấy không? Nó gì đó là có cái ly nè, có cái chung. Ồ cái này là chung nước đó hả cô? Ừ. Ủa vậy là cái số đó là không phải đây hả? Bây giờ để con coi. Ở đây là có hai cái đèn ở đây ha. Ừ. Cái ở đèn này nó cổ kêu tôi nhẹ ấy nè, nó nữa cái gì nè, nữa nó gửi về chỗ lấy cái xác xuống. Cái này là đèn này là bình bông đẹp ha. Đẹp. Ừ. Rồi yến nó lựa đưa vô. Đẹp thẩm mỹ quá. Ở ngoài sau là có cái hồ quang mình gắn ở sau luôn hả? Ở trên là yến nó xem hậu đưa cho Đức bổn sư thôi con. Ở trên là Đức bổn sư. Ồ đẹp quá ha. Cô bác quý anh chị mà thấy nhìn hoan hỷ. Ở ngoài sau là hai cái tấm gì cô? Chỉ tấm mà cũng như là tràng khoan á. Của sư thầy ở thành phố. Để cũng như là cái tràng khoan mà thầy chùa lớn người ta treo ở đây một miếng. Dạ. Đây ở trước cũng như cái ở trên cũng như có cái tấm màn vậy đó. Dạ. Kêu là cái tràng ông đó ông sơ với ông Di Lặc. Tại dạ. Vì hôm bụi nó nói là cũng như nó đem ông Phật Quan Âm để chỗ này nè, rồi giờ không có đem về thì cô để tạm đó, rồi cô Yến của nó không á. Như mà phong bụi có đem về thì đem, còn không đem thì cổ sẵn sàng cổ đem xuống nữa. Phong chắc cũng đem mà tại phong lưu bu quá. Ừ. Thì có nó nhắn gặp lên đây sạch sẽ, đẹp thoáng sáng. Gặp này nhìn màu này nhu. Ừ. Cho người tu thì màu. Ồ, cái hàm nhìn màu đẹp hai cô ha. Ừ. Này cô bụi đóng rồi. Cái tủ nó hồ. Dạ. Nè. Nó làm được cái tủ trong đây nữa. Bộ đó mà cô chưa có lao được, bây giờ không có cái ghế. Dạ. Nè. Bây giờ phải ra ngoài đặt cái ghế mới được, đứng lên cái ghế lên trên này đặng có mấy lao mới được. Chứ giờ lấy ghế đâu có lao được đâu. Đi điện hết luôn hay con ha. Cô mua cái khăn cho nó sạch, cô lao bụi bặm. Để bằng rồi này nè. Ba xi măng. Ở đây thì ở ngoài sau này mình chỉ sơn bê thôi. À, mình đi bê. Đây là cái cửa phòng của cô. Gắn máy lạnh không cô? Thôi có cái lạnh đâu, máy lạnh có quạt rồi trời. Mở cửa sổ ra là mát rồi. Cái cửa này chắc á. Gạch đi dạ, vô gì hả cô? Cái này là cái khu nấu ăn. Còn cái cửa này là cửa gì cô? Cái cửa không như cửa anh mở ra ra làm sao đó. Ủa sao mình làm cái cửa này mình không bít luôn ta? Chưa làm, để con đếm phấn thắng từ từ. Đi con nói cô làm cái cửa này làm chi á? À, làm cũng như phá qua, đặng cho nó qua cái nhà sau ở bếp cũng như có đám tiệc này kia cũng như mình nhờ qua bển vậy đó. Chứ bên này đâu có làm cái này vậy nữa, cô phải khui này ra hả? Khui dách này kìa hả? À, khui dách đó, mà giờ không khui để nó đi cũng thắng, nó khui làm thiên chưa chờ rồi. Cái là tính bích luôn, không có làm cửa đâu. Ồ, nhà vệ sinh, cô của cô Mười là bên kia. Bên kia, phía ngoài kia. Ờ. Nhà vệ sinh là đi nước hết đi cô. Đi nước hết trơn nè. À, đi nước đi rồi nước. Xong hết rồi. Thành nó làm đi nước luôn đó hả cô? Ờ à, làm rồi. Tiền của cái nghe được cái nước của thằng Thiện qua chứ đâu có vô cái nước. Cái này là dán lên đến đây. Dạ. Cao hơn mét, cắn mét rưỡi. Ừ. Ờ, sạch đẹp ha. Ừ. Rồi hôm nay gặp về là hoan hỷ quá rồi. Ừ. Vui quá.
vui của nhờ phước đức của con với cậu Bùi Hồ. Bùi Hồ cũng con Bụi là cực nhất. Không có cô, cô này cô mạnh được quân hết. Ở đây là cái đó của Yến đó, là Hồ chị Yến đặt tủ lên đem xuống Yến hả? Yến mua cây tủ ở tháp 10 rồi cô dẫn con Yến kinh. Mua vừa kinh là Yến lên trên chùa ở trên thành phố á, Yến đem xuống cho cô luôn. Ồ, Phật tử thì có muốn đọc kinh thì lại đây ha. Cho thỉnh hết 3-4 cú rồi, 4 cú nhật tụng rồi. Lúc trước con đâu có thấy đâu, lúc trước con đâu có thấy cô có tủ này đâu. Để lên kia. Cửa này là cửa kéo, cửa Đài Loan. Một cửa này cũng đắt tiền cô ha. Ở ngoài trước mình làm luôn cái máy này nè, cô bác muốn chị cho nó mát ha. Nói chung là nhìn tổng thể ngôi nhà mà thành xây thì nhìn kiên cố chắc. Phần cái mặt dựng ngoài trước này là dán gạch hết luôn nè. Hết cái phần này nhìn Bùi Hồ nhìn thấy vui ghê á. Không biết cô bác có quý chị khi mà Mạnh Đường Quân á thấy như thế nào, nhưng mà thay mặt sư cô thì hôm nay có một cái tam bảo trang nghiêm như thế này. Rồi, nó làm cái này chất lượng như vậy đó. Thì nó làm cho sư cô rồi. Thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đóng góp cho am của sư cô để cô có nơi tu hành. Thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ ngồi nói chuyện với cô. Rồi nay trẻ so đẹp lại cô ha. Này tại vì chưa có hoàn thành hết nên thành thử là còn nó mình chưa quét dọn hết hay cô ha? Chưa dọn dẹp, mới hôm qua mới lau sờ lau, đứa cháu nó lau hai nước rồi với nó lau nước tẩy ha. Mới ba nước à. Chưa. Cô cái phần đèn của cô nói là cái phần đèn sao nữa? Bùi Hồ nói lại hôm đó ở thành phố cái cô về ngoài nước ngoài đó nói cho cô đèn với mở cái máy niệm Phật đó rồi để cho cô trên đặng thờ Phật ở trên đó đặng tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà đèn của cô là con thấy đủ rồi mà. Cổ nó đây nè, còn thiếu này nè, cổ nó thiếu là này dưới bên đó đó, rồi tính là cái hai con đèn đó đó đem xuống đây. Vậy là mình còn thiếu bao nhiêu đèn cô? Còn hai bộ nè. Hai bộ đèn. Hai bộ đó. Hai bộ đèn. Đấy, phần nữa con quên nó cũng hai nữa, con đem lên cho cô hai bộ đèn ha. Với máy niệm Phật nặng cô để lên nặng niệm Phật hàng ngày cho cái phần ở đây người ta nghe đó, cái phần âm á. Dạ. Rồi vậy đi, để nữa con đem cho cô cái đèn ở trên tam bảo thì đủ rồi. Đủ mà cái đó nữa cô nói để còn xuống cô đổi lại đó. Đổi vậy đó. Cái máy đèn nó đẹp mà. Nó bị đứt máy bóng. Nó thấy hơn thường nữa. Cái đó nó không phải đứt, nó chạm đó cô ơi, chỉnh lại là. Thì bởi giờ nó cô nó để đâu nó chạm hay gì đó không biết nữa, nó không cháy nửa bên. Cái bên đèn bên đó đó. Dạ. Ôi, con thấy đèn vậy là ở trên tam bảo là đẹp rồi, còn ở phần ông Tiêu với lại phần bên ông Tiêu với ông Hậu Khớp nè, với ông Đức Di Lặc đó. Đức Phật Di Lặc. Rồi cô, hôm trước cô có nói là con in cái danh sách mà Mạnh Thường Quân đó đóng góp cho cô đó, thì con cũng có đánh máy lại, con gửi lại cho cô ha. Thì để cho cô cúng hàng ngày, cúng để cô cầu an. Thì trước khi gửi danh sách cho cô thì con cũng xin thông qua danh sách Mạnh Thường Quân đóng góp về cho cái am của mình. Thì con tại lâu quá con cũng không có cập nhật lại, thì cho con xin phép một lần nữa danh sách Mạnh Thường Quân bên con ha. Rồi thứ nhất là danh sách từ chị Diệu Tiên, Việt Kiều Úc, chị Vận Động Dâm, thì có Châu Xuân Thạnh 100 đô nè, Châu Xuân Phát 50 đô, Châu Mỹ Thanh 50 đô, Châu Edmond 10 đô, Giáng Tiên 250 đô, chị Hòa 100 đô, Ngọc 100 đô, Trần Trọng Hiếu 50 đô, Trần Mai Thảo 50 đô, Thức 50 đô, Cô Ba 20 đô, Ngân 25 đô, Phượng 20 đô, Vô Danh 300 đô, Mai Lan 100 đô, Phật tử chùa cô Hạnh Từ 200 đô, Phượng Chánh 50 đô, Cúc 50 đô, Quảng Diệu Thu 70 đô, Vô Danh 30 đô, Dương Tố Lan 100 đô, Quảng Mỹ 200, Diệu Pháp 100, Trúc Tính 50 đô, Diệu Tiên Pháp Minh 225 đô, Vô Danh 100 đô, Vi Trần 50 đô. Tổng cộng là
41 hai đợt 2.500 đô, đổi ra tiền Việt là 41.775.000 đồng. Sau này cô Như Đức gửi qua 100 đô nữa, 100 ở đây là đô Úc hết. Người danh sách thứ hai, lần hai là anh Thư là 100 đô, Trần Thị Hồng Thủy là 50 đô, Diễm là 20 đô. Danh sách này gửi vào ngày 22 tháng 10 năm 2020. Danh sách của con nhận được đó là Nguyễn Thị Thu Mỹ ở Thủ Đức Sài Gòn 1 triệu, Vương Tấn Hạc 500.000 đồng, Huỳnh Văn Mẫn ở Tân Long Đồng Tháp 500.000 đồng, Lâm Mỹ Ngọc ở Mỹ 2 triệu, Nguyễn Kim Thủy 500.000 đồng, Trương Hoàng Lan Gia Đình Minh Xám 3 triệu, Quang Khôi Bình Định 1 triệu, giấu tên 1 triệu ở An Giang đó. Rồi tổng cộng con nhận là 9.500.000 đồng ở đợt 1, danh sách con nhận ở đợt 2 là anh Phước quận 2 2 triệu đồng. Anh Hoàng Củ Chi 500.000 đồng, giấu tên 1 triệu. Phạm Trần Tú Nhi và Phạm Trần Đức Duy 200 đô Mỹ. Ẩn danh ở Mỹ là 200 đô, tương đương là 4.618.000 đồng. Thái Huệ Phương là 400 đô. Tổng cộng danh sách lần 2 con nhận là 8.118.000 đồng và 600 đô. Thì ở của chị Diệu Tiên là 46.190.000 đồng, của con là 17.618.000 đồng cộng 600 đô. Tổng cộng cái số tiền mà con nhận được đó là 63.808.000 đồng và 600 đô. Thì cái số tiền này hôm trước con cũng đã có giao cho cô Hai Vui để cô Hai Vui chi trả cái phần mà vật tư xây cũng như là công thầy thợ đó cô. Thì cái đó là danh sách của con thôi. À, còn của Phong thì với lại của Thí Liễu đó. À, bây giờ con sẽ gửi cô cái danh sách này ha. Dạ. Con giữ lại một bản nữa nè. Đó. Theo thấy cô thì con gửi cho cô đó. Để nhà cô nặng cô cúng cho hàng ngày, nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu. Dạ. Cô Hai thì hiện nay cô còn giữ lại bao nhiêu tiền? Cũng như cô còn tồn lại hiện nay á, lát nữa mình tổng lại qua đơn sao? Tổng hóa đơn bây giờ cô cũng còn như hồi nãy còn 4 triệu mấy trăm đó, mà 4 triệu mà 4 triệu 20 mấy ngàn, nhưng mà hồi nãy cô thanh toán có hóa đơn là 6 triệu 700 là nó đã thừa lừa ra rồi, nhưng mà còn cái tiền kia thì cô chưa có đổi. Cái tiền đô ha, tiền đô cô chưa có 600 thôi cô ha. Ừ, nói chung là còn hồi nãy là còn có 4 triệu với 26 ngàn nè, 4.026.000 à, với lại 600 đô, với 600 đô, nhưng mà hồi nãy cô thanh toán có hóa đơn là nó 6.700. Mới nãy đó. Rồi bây giờ lát nữa con sẽ cộng lại, cô lấy con cộng lại đi là mình tổng cộng hết trên cái số của Mạnh Thùng Quân. Dạ, thưa cô bác quý anh chị, thì cái việc mà xây am cho sư cô á là cô Hai Vui là coi như là chịu trách nhiệm đứng xây am cho cô, là chủ sĩ ở trong đó luôn, và kêu thầy thợ rồi vật tư đồ là cô Hai Vui rồi đi tới đi lui đồ cực khổ lắm, nên thành thử là hôm nay Bùi Hồ sẽ tổng cộng lại một lần nữa cô Hai Vui đang giữ bao nhiêu tiền của Mạnh Thùng Quân. Thưa cô bác quý anh chị, thì ở đây gồm có là hôm Bùi Hồ nhận là 68.808.000 đồng cộng 600 USD từ Mạnh Thường Quân mới vừa công bố. Thầy gửi cho sư cô 3 triệu đồng nha cô. Lúc đó con gửi cho cô 3 triệu á, là con còn giữ lại là 65.808.000 đồng cộng 600 USD. Cái phần này con đã gửi cho cô 20 rồi hay cô? Dạ. Rồi. Đúng rồi. Dạ, rồi sau đó là Phong Bụi cũng có gửi cho cô 20 là 61.600.000 đồng. Thí Liễu miền Tây thì gửi là 15.300.000 đồng. Thủy là gửi 4.500.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền mà cô Hai Vui nhận để xây am cho sư cô là 147.208.000 đồng và 600 USD. Đây, đây là tổng cái số tiền mà nhận được từ nguồn Bùi Hồ, Thí Liễu, Phong Bụi và cô Hai Vui nhận được. Hiện giữ là 147.208.000 đồng và 600 USD. Đó, thì bây giờ cái hóa đơn đâu cô? Đây là các hóa đơn mà đây là nếu mà vậy dạ. Là tổng cái đơn cũ luôn quá tổng cô cái đó. Đơn cũ luôn. Bây giờ là đây là các hóa đơn, thì để tiết kiệm cái thời gian đó thì Bùi Hồ sẽ cộng lại tất cả các hóa đơn cũ coi là
cô hai chi bao nhiêu rồi buổi hồi sẽ công bố lên luôn cho cô bác quý anh chị. Cô cố gắng đợi nghe nha cô nha. Có ba cái hóa đơn trong đó. Dạ cô bác quý anh chị thì nãy giờ thì cũng cộng tất cả các hóa đơn của cô hai vui giữ lại cũng như là tiền công thợ thì tổng cộng hết bao nhiêu thì Bùi Hồ cũng xin thông qua cho cô bác quý anh chị nắm rõ luôn. Và trong cái hóa đơn này Bùi Hồ cộng lên thì thấy nó cái số tiền nó khá cao so với cái dự tính của ban đầu của cô bác quý anh chị. Khá cao vì có 2-3 cái nguyên nhân. Thứ nhất á là cái nền của cô nó cao hơn so với cái dự tính ban đầu. Lúc đầu thì mình chỉ cuốn lên ba viên gạch thôi. Nhưng mà hiện nay con thấy khoảng 7 tấc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái phần nhà vệ sinh là xây luôn cho cô 10 tích hợp vào ở trong đó thì cái phần âm ở dưới thì nghe cô hai vui nó cũng 20+ bao xi măng. 25 bao xi măng. Và cái phần thứ ba là phần dán gạch. Dán gạch cô bán anh chị thấy dán ở phần trước hết luôn. Rồi thêm cái phần nữa là phần cửa. Nên là nữ người ta nói xây nhà mà ví dụ như xây khoảng 200 triệu thì phải chuẩn bị 300. Là vậy đó. Nên là nữ là hôm nay là nói cho cô bán anh chị mà cô hai á thì cô hai thật tình lắm. Nên là nữ là cô hai sao cô hai để cho Bùi Hồ tổng cộng luôn thì cũng đây Bùi Hồ xin thông qua với cô bác quý anh chị đây là tổng cái số tiền mà Phong Bụi Bùi Hồ Thí Liễu với lại chị Thủy đó là Bùi Hồ, số tiền là 147.208.000 đồng và 600 USD thì 600 USD đổi ra là mỗi một đô là 23.000 đồng thì lực là 13.800.000 đồng thì tổng cộng cái số tiền mà nhận được là 161.008.000 đồng và cái phần ở dưới đây đây là cái phần mà chi vật tư thì chi vật tư tổng cộng là 9 cái hóa đơn thì thứ hai là công thợ và sau đó trừ lại thì bây giờ Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác với anh chị luôn và 9 cái hóa đơn á thì thứ nhất hóa đơn thứ nhất nè là 10 ngày 12 tháng 10 1 năm 2020 này là mình không có sắp theo thứ tự ngày tháng á là 14.539.000. Hóa đơn thứ hai là 15.698.000. Cái này là cô hai vui giữ lại hết nhờ Bùi Hồ cộng lại thôi. Hóa đơn thứ ba là 2.280.000 đồng. Hóa đơn thứ tư là 4.600.000 đồng. Hóa đơn thứ năm là 5.935.000 đồng. Hóa đơn thứ sáu là 8.340.000 đồng. Hóa đơn thứ 7 là 6.700.000 đồng. Hóa đơn thứ 8 là 28.898.000 đồng. Cái hóa đơn thứ 9 là 6.693.000 đồng. Những cái hóa đơn này mình sắp theo thứ tự. Ở cái phần thứ 2 không có theo thứ tự nên thành nữ cũng hơi khó. Cái phần thứ 2 là tiền công của thợ. Thì anh Cảnh là cô nói là ba mấy người thợ? 10 triệu 800. Bao nhiêu người thợ? Cô? Ở bên đây là 4 người thợ. 4 người thợ, anh Cảnh là 36 ngày là 10.800.000 đồng. Thứ hai là anh Thâm là 40 ngày là 10 triệu đồng. Bơm cát là 7 triệu. Thành ứng cửa là 5 triệu, thành ứng tiền công là 9 triệu, đợt hai là ứng 5.400.000 đồng. Là tổng cộng là 13.400.000 đồng nè. 14 triệu 400.000 đồng. Trả cho chị Yến phần đèn là 2.600.000 đồng. Long 1.800.000. Long này là gì cô? Long là em Thành. 1.800.000 đồng. Nó làm có 6.000 à. Vậy thì Bùi Hồ nãy giờ cộng lại nè, cái tờ giấy này mới ghi ra luôn là tiền vật tư là 93.608.000 đồng. Tiền vật tư là 9 cái hóa đơn này cô bác của anh chị. Tiền lúc nãy đọc trong cái hóa đơn nhỏ của cô Hai Vui ghi lại đó là 51.600.000 đồng. Vậy thì tổng cộng cái số tiền là 93.683.000 đồng cộng với lại vật tư cộng với lại công thợ là cửa rồi luôn là 51.600.000 đồng là ra 145.283.000 đồng. Cái số tiền mà nhận là 161.008.000 đồng chi 145.283.000 đồng còn lại 15.725.000 đồng. Cô thì 15.725.000 đồng đó là cô Hai Vui đang giữ thì cô Hai Vui có đem tiền thì cô Hai Vui sẽ tra gửi cho sư cô luôn. Cô cái đó là tiền đô mà thôi giờ để mình đổi dùm cho cổ luôn đi Hồ. Dạ, ơi. Dạ thì đó là tổng cộng các tất cả các chi phí mà Bùi Hồ cho cô luôn đi, muốn quay cho cô bác quý anh chị xem. Thì thưa cô bác quý anh chị thì tại vì cái thời gian của Bùi Hồ nó rất là lu bu
nó vẫn rất là cập gặp với nhau, đi dạy rồi đi phải đi thứ bảy chủ nhật đi, nên thành thử là cái việc xây am cho cô á thì coi như là cô Hai Vui là chịu trách nhiệm hết luôn á. Chứ cái am này thì Bùi Hồ chỉ ở cái danh sách này nè, là Bùi Hồ chỉ tổng hợp cho cô Hai biết cũng như là công bố trước Mạnh Thường Quân, trước cô. Thì cũng như sau khi công bố số tiền xong thì cũng như được 15 triệu mấy, 725.000 đồng. Một lần chắc có là Bùi Hồ thì trước tiên là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Diệu Tiên là Mạnh Thường Quân Việt Kiều Úc đã vận động tất cả cô bác anh chị ở nước ngoài ủng hộ cho Bùi Hồ, và cảm ơn Mạnh Thường Quân đã gửi tiền trực tiếp cho kênh Bùi Hồ cũng như là kênh Phong Bùi cũng như là Thí Liễu Miền Tây một lời cảm ơn chân thành nhất để sư cô có cái một nơi am tu mới mà nó có này là tránh mưa tránh nắng được luôn. Đó, thì con đã nói xong, cô với lại cô Hai có nói gì không? Cô nói đi. Cô nói trước đi cô. Cô giờ cũng nói chứ giờ cũng trước thì để đây đó thì cực khổ cô Hai Vui và Bùi Hồ và trong Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho cô được cái ngôi tam bảo ấy. Được tránh nắng tránh mưa nè, cô cũng tu được vậy đi. Cô cũng cảm ơn và Mạnh Thường Quân trong ngoài, trong nước và ngoài nước, cô cũng nhận cái ơn quá cảm động, cô không biết nói chi, cô cũng cảm ơn nhiều. Cô cũng có vài lời gửi đến Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, cũng hết lòng mà giúp đỡ cho sư cô có cái ngôi tam bảo để cô tu. Cô cũng thành tâm thành ý mà chúc phúc cho Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe, an lạc. Cô có vài lời, cô rất cảm ơn nhiều. Thôi thì vậy thì con với cô Hai cũng Vui cũng rất là vui rồi, gặp am mình như thế là quá hoan hỷ rồi. Thì thay mặt Mạnh Thường Quân thì cũng chúc cô một cái sức khỏe dồi dào luôn. Và cũng thay mặt sư cô cũng cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước cũng như ngoài nước đã hết lòng ủng hộ để xây am cho cô tịnh tu. Và thưa cô bác quý anh chị, thì đến cái thời điểm này thì Bùi Hồ cũng ngưng nhận hỗ trợ để cho am sư cô, thì coi như là viên mãn rồi đó. Dạ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Cô bác quý anh chị, thì bây giờ Bùi Hồ cũng phần am của cô xong á, thì quay qua cái phần mà nhà ở của cô mời cho cô quay cho cô bác quý anh chị xem luôn, tại lâu mới có dịp lên đây. Cô mời đang là sách cát mạnh như ta vậy mà nó già vậy, còn trẻ khô sách bao bao mà già vậy ha. Bây giờ dẫn hướng dẫn con vô vô nhà thôi. Nhà đường này đi được không? Được, khỏe, leo núi được mà. Núi được hả? Dạ vậy còn mạnh nha, khỏe mà. Cái bậc này ha, có cái bậc lên nhà ha, trong này lót gạch em ha. Cái phần này cô bác với anh chị thì Phong vận động nên là nữ là mình không có tổng hợp cái số tiền, cô bác với anh chị xem. Ở đây lót gạch ha. Có được cái tủ kìa. Cái giường đâu, ngủ đâu? Chưa đem vô. Chừng nào đem vô? Thì ở đây rồi đem vô chứ giờ chưa dám đem. Đem này treo đồ đùm lum la. Có cái nhà gì thì vui không? Vui. Vui rồi, nói gì vậy em nghe? Nói gì vậy? Cười nó. Cười hoài. Thành nữ là cô mười hả? Năm nay cô mười nhiêu rồi? 47. Thành nữ là không có già là phải rồi. Thành thần ơi, cười già. Cười hoài mà. Cái tủ đó là của ông Thành cho kinh đó hả? Cho đó. Thành xe con không hả? Thành cho đó, con cô cho nó. Dạ. Đi để điện rồi đó ha. Rồi nó đi hết tiền nó hàng cho mày luôn này đúng không ha? Em kêu hàng luôn á cô ơi. Tại vì còn có 1 cây á. Cái em nói thôi giờ Thành hàng cho cô luôn. Ừ. Mát ha. Cái phần tối ngủ có được không? Có ngủ đây đầu biết. Sao ngủ? Chưa. Bữa. Chưa được nhà ngày hay sao? Không, tại vì tính cho lên quay đi rồi hả đem vô. Chứ tôi đem vô đồ tùm lum tùm la nữa. Có đâu, bình thường mình người thật thật mà lo gì. Chứ thôi tôi đem vô rồi, gơm ginh chổng vô rồi. Hết gặp cái nồi cơm quyền thoại rồi. Không, mới có dọn cái bếp à, chưa cái, có gì cái này là dùng tôn con cũ ha. Tôn cũ, cái am của sư cô đó. Dạ, cái lò trấu nè. Tôn thì cho anh mua gạo rồi. Đầy đủ rồi. Triệu 3 đó.
hả? Chưa qua điện đo đó. Ờ sẵn ở đây đi ra cái phần nhà vệ sinh đằng sau luôn cô. Đó, ơi. Đó. Đây dẫn đi chân không ấy đâu có sao đâu. Đi ra sao luôn. Sợ gì mình nông dân chính hiệu. Ôi đẹp chứ ta. Chưa chùi sạch nữa, 73 rồi. Chùi 73 chưa chùi sạch nữa. Ồ có cửa nè, nè mình đi xong mình khóa lại ha. Khóa lại. Ờ có bóng đèn kìa. Thành nữ ra hai cái hố ga riêng nên thành nữ ra là tốn xi măng. Hổm hổm hai cô cháu làm bây giờ cái vòng cầu vô chưa? Nó không có xuống rồi cô. Nước vô chưa? Ai biết. À, giờ vô rồi, vô. Chế nước giờ nó không có vòng cầu đâu xuống rồi cô cũng không biết làm sao nữa. Em. Ở đây dán gạch cao lên luôn ha, sạch sẽ ha. Ờ nó gắn mà. Nha. Ờ để gắn không, cách sao không biết bây giờ. Nó dở luôn cái bồn cầu đó. Bồn cầu giờ nước nó không có lọt xuống mà không biết làm sao đi nè. Không có dội gì. Dội thử mà nước nó ngẹn rồi. Từ từ nó mới thông lại. Không, cái này nó bị chịch rồi. Chịch hả? Đây đấy, mai mốt nói Thành lên coi. Cái chịch nó không xuống rồi. Vậy hả? Em chế nước rồi không xuống. Vậy hả? Vậy là nói Thành lên coi lại. Ừ, cái bồn cầu á. Vậy là đừng có đi. Ừ, em chưa đi. Đừng đi, để nó đi cho Thành nó lên nó làm lại. Ừ. Coi em dội nước ào ào mà nó bị nghẹn đâu trong á. Vậy đó hả? À, để coi đục lại thôi. Bị nghẹn ra nên mình gỡ ra nó gắn chịch lại. Ừ. Cái đó là chịch cái lỗ rồi. À, bây giờ có nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Vậy giờ cảm ơn Mạnh Quân với Bùi Hồ với gì Phong Bụi với cô đồ cái, cảm ơn tất cả cái phần này thì phong vận động đó, Phong hỗ trợ đó. Ôi vui ha. Ừ. Nhìn sao nhìn tới đẹp ha. Mai đẹp. Mốt hai mai mốt còn nhà lá chuối không hết. Lá chuối đó đã chuối tính đem ba cây củi ra đó. Dạ nữa cắt nhà lại che ha. Cái chạy đi ra trước giờ ba cái củi ra nữa. Đẹp ghê ha. Ừ. Hổm mua to 1,000,000 đó, đặng lợp cái nhà bếp nè. Làm cái phần này chắc lâu hả cô ha? Dạ. Chừng nào, hổm dài cô mời ngủ đâu? Ngủ quá hả, chứ ngoài á, chưa có vô. Vậy ấy là vô đây ha. Dọn vô đây. Ừ. Bữa nào lên thăm lại cái coi xem sao. Chưa tính đi chợ mà mua đống bí đô kìa. Ờ, có đèn chưa? Bật đèn bên lên. Nè, bắp ha. Bắp ha, đó. Đèn này đèn ngủ. Ừ, đèn đó đó, bấm ha. Đèn này đèn bự. Ừ. Đèn này để mình ngủ đắt á. À, ngủ bật đèn này lên. Ừ, còn ấy ra. Đẹp ha. Thành rửa đó. Nó kêu đưa tiền rồi đi mua. Mấy chục năm rồi, mấy chục năm mới có được ngôi nhà vậy? Thì 47 năm á. Ước mơ bốn mấy năm có được ngồi nhà mừng chết luôn. Thì nhiêu tuổi thì nhiêu năm chưa biết nhiêu. Thằng ca con mười rất là thân thiện luôn. Đào dở tủ lên ca đẹp à? Trời luôn. Trời ơi dữ ha. Này Thành tặng luôn hả? Thảy lên luôn đây. Thành tặng cái gì? Ừ. Thấy bằng tội nghiệp quá tiếp đó. Trộn hồ này kia đồ phụ tiếp mua tặng đó. Ồ, đẹp rồi, mai mốt để quần áo đây hết treo lủng lẳng rồi. Đó. Ngon lành ha. Có cái tủ, cái giường là ok. Đó, với cái đồ xạo đồ. Rồi, còn thiếu cái giường hả? Thì cái giường đem vô. Cái giường có sẵn rồi mà. Có rồi. Giường cây ha. Giường cây. Ừ. Mà nó theo tôi chắc cũng bầm dập. Rồi thôi xin chào cảm ơn rồi nha. Chào cô bác quý anh chị. Cảm ơn cô bác quý anh chị xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.